Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục với cái series hướng dẫn các game NFT Play to Earn. Hiện nay là một xu hướng rất hot trên thị trường cryptocurrency hiện tại. Thì con game mà mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay đó chính là con Kaizu World. Đây là một con game mình mới đầu tư vào các bạn. Và mình đã lên cái video để giới thiệu cho bạn ngay. Thì con game này không phải là một con game mới nha các bạn. Con game này đã có mặt trên thị trường vào giữa tháng 9 rồi. Và nó đã chạy được khoảng nửa tháng. Thì Kaizu chính là từ để ám chỉ về các con quái vật. Nếu mà các bạn có xem những bộ phim như là King Kong hoặc là Godzilla thì người ta gọi chung những con quái vật đó là Kaizu. Thì game này lấy cảm hứng từ những con quái vật như vậy. Và gameplay của con game này giống với các con game RPG. Cái thể loại đó được gọi là RPG bạn, tức là Roleplay Gaming. Và những con game tiêu biểu cho cái thể loại này đó chính là Cryptoblade nữa bạn và Burning Coin. Thì nếu mà các bạn chưa đầu tư vào Burning Coin hoặc chưa xem á, thì mình đã có cái video hướng dẫn về con game Burning Coin này trên kênh của mình. Và hiện tại nó là một game mà mình đánh giá là có thể kiếm lãi khá là tốt. Và game đó là đi lâu dài các bạn. Và con game này mình quyết định vào ngày hôm nay. Thì mình đánh giá nhìn chung cái project của con game này được đầu tư rất là chỉnh chu. Và nó khá là tốt các bạn. Cái team của nó làm cái đồ họa của con game khá là tốt. Và mình nghĩ đây là một dự án đầu tư lâu dài. Theo cái quá trình mà mình nghiên cứu thì mình biết con game này khoảng hơn một tuần rồi các bạn. Nhưng mà mình có tìm hiểu về cái document của nó và kiếm cái lãi lợi nhuận của nó. Tại vì khi mà các bạn đầu tư vào game, các bạn chơi game á, thì các bạn đầu tiên các bạn phải nghĩ đến cái lãi trước, hoặc là cái số ngày mà các bạn có thể hòa vốn. Rồi sau đó mình mới nghiên cứu về cái độ lâu dài của cái project này và đánh giá project này một cách tổng quan nhất. Thì mình chần chừ, mình không có vào và bởi vì mình chưa tìm được cái mức reward của nó. Bởi vì trong cái document của nó không có nói về cái mức reward đó. Thì sau đây mình sẽ cùng các bạn đọc qua cái document của con game này nha. Thì đây là phần giới thiệu của game. Điều kiện mà đầu tiên mà các bạn muốn chơi game á, thì các bạn phải sở hữu một quả trứng và một skill các bạn. Tức là quả trứng sẽ nở ra NFT Kaizu, tức là một con quái vật, con Kaizu các bạn. Và một cái skill của nó thì các bạn mới có thể chơi game. Thì Kaizu này các bạn, một là các bạn mở trứng, hai là các bạn tìm trên marketplace của nó. Thì đây là marketplace của nó nè bạn. Đây, Kaizu. Thì các bạn có thể tìm trên đây. Nó có hai cái giá mà các bạn có thể mua, đó chính là BNB và cái mua bằng Kaizu các bạn. Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên mua bằng Kaizu các bạn, bởi vì mua BNB nó cực kỳ mắc nha các bạn. Đây, cho mình cho các bạn xem. Thì một BNB 0.01 BNB hiện tại cho con một con common. Đây, để mình thử mua cái con này xem. Cái con này nó hay bị cái lỗi này lắm các bạn. Nó hay bị cái lỗi mà không mật ti. Những con mà bán rẻ như này á, thường nó sẽ không có mua được, là bởi vì có người đã mua rồi. Nhưng mà cái market nó hay bị cái lỗi là nó không có ẩn mấy cái, lâu lâu nó không có ẩn mấy này đi. Và một con mà common á, giá thấp nhất của nó là 0.1 đó bạn. Mà 0.1 bây giờ là khoảng 42 đô các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn cái Kaizu. Thì bên Kaizu nó chỉ nằm khoảng 70 đô thôi, 70 Kaizu thôi.
Đây, giá của Kaizu hiện tại 70 Kaizu, nó 100 Kaizu là các bạn được khoảng 39 đô, thì 70 Kaizu là nhỏ hơn con số này khá là nhiều các bạn. Thì nó tới một con các bạn chỉ mua với giá là khoảng 30 đô thôi bạn. Nó rẻ hơn việc bạn mua bằng BNB rất là nhiều. Tuy quả trứng mà các bạn mở á thì nó sẽ có những tỷ lệ ra các con rare khác nhau, thì nếu mà bạn muốn thử nhân phẩm như bao con game khác, bạn muốn thử nhân phẩm thì các bạn mua trứng. Còn các bạn muốn ăn chắc mặc bền, các bạn muốn mua những con mà rẻ, không muốn thử nhân phẩm của mình, thì các bạn mua trên Marketplace các bạn. Thì một quả trứng nó sẽ được fit theo giá đô của bạn, tức là cho dù cái kaiju này nó lên xuống như thế nào đi chăng nữa thì quả trứng vẫn có giá là 50 đô. Đây mình sẽ, khi các bạn mua quả trứng á, thì các bạn vào game đó bạn. Đây. Các bạn bấm Play to Earn ở cái trang chủ và vào game. Đây các bạn sẽ thấy con game này có đồ họa của Unity cực kỳ là chỉnh chu và nó rất là đẹp luôn. Đây là một trong những lý do mà mình quyết định mình tham gia vào con game này, và mình tin tưởng cái hệ thống mà game này làm nó sẽ đi được khá là lâu dài. Đây vào shop ad nữa bạn. Thì một quả trứng hiện tại của nó là 128,9, thì đổi qua với giá này là chắc chắn fit 50 đô luôn đó nha bạn. Nhớ bạn. Thì cũng giống như cái con Bonicoin, thì khi mà các bạn thuê huấn luyện viên á thì giá của nó sẽ được fix là 100 đô. Thì con này cũng như vậy, bởi vì cái gameplay, cái lối chơi của nó cái rất là giống nhau các bạn. Thì đó chính là điều kiện mà các bạn tham gia vào game. Còn đây là gameplay của nó nè các bạn. Thì khi mà các bạn đánh á thì nó sẽ có những cái mức năng lượng như là 120, 240, 406, 480, 960 tùy theo mà cái cách bạn chọn. Thì mỗi ngày nó sẽ hồi được 120 năng lượng các bạn. Thì theo cái bản cập nhật cũ á, hiện tại là nó đã có cái bản cập nhật mới rồi. Nó đã fix lại cái phần này rồi, nhưng mà chắc là do chưa cập nhật. Theo cái bản cập nhật cũ mình sẽ nói là một ngày các bạn sẽ có được 120 năng lượng để các bạn đánh. Thì một ngày các bạn chỉ đánh được một trận các bạn, theo cái cập nhật cũ chỉ đánh được một trận thôi, nhưng mà reward của nó là sẽ là khá cao. Thì theo mà cái mức mà mình tham khảo của những cái thành viên mà Việt Nam mà chơi game này á, thì mua một cái con mà common mà cái skill là legend thì sẽ được khoảng 1,65, 1,7 gì đó bạn, đồng Kaizu khi mà các bạn đánh. Nhưng mà qua cái bản cập nhật mới này thì với 120 thì các bạn có thể đánh được 6 trận, một trận sẽ tốn khoảng 20 năng lượng. Nhưng mà cái mức phí của nó là sẽ giảm xuống bằng không các bạn. Thì cái đó, điều đó mình sẽ nói sau các bạn. Thì nhìn chung cái lối chơi của con game này á, nó y chang cái con Bunnycoin ở bạn, không có khác. Và nó sẽ trải ra nhiều mức. Ví dụ mà nó sẽ có bốn quái và nhiều mức kinh nghiệm khác nhau. Thì lát nữa mình sẽ đánh và mình sẽ nói kỹ về cái phần đó. Tiếp theo là cái phần power của power và năng lượng, thì nó sẽ là sự kết hợp của skill của bạn và Kaizu. Thì đây mình sẽ trên thị trường chuyển nhượng trên thị trường nè. Thì cái power của nó đã để ở đây nè bạn. Thì nó sẽ có những cái số sao là khác nhau đó bạn. Một sao, không sao, một sao, hai sao. Thì các bạn lên một sao thì các bạn có thể gấp gấp được tăng được cái mức power này lên rất là nhiều. Và các bạn lên một sao này
thì các bạn sẽ tham gia vào fusion. Và cái mức năng lượng của kill đó bạn, đây. Tức là sức mạnh của bạn sẽ được cộng bởi hai cái power từ skill và tướng để trở thành cao power tổng và đánh quái. Tiếp theo là cái phần rarity và cái mức thưởng. Thật sự thì mức thưởng này là cái mức đưa ra của game, nhưng mà thực tế là một mức nó mình chưa biết được cái mức là common x1 này nó là bao nhiêu, cho nên là cũng không tính được những cái mức của những con rare cao như thế nào. Nhưng mà nhìn chung thì khi mà các bạn tham gia vào game á, các bạn sẽ biết được cái mức reward của nó và các bạn sẽ tính toán làm sao mà cái con rare á, các bạn có con rare thì cái reward của nó sẽ ít 2,5 lần so với cái con common. Và con epic nó sẽ gấp 4,5 lần so với cái con common đó bạn. Và càng lên cao thì cái phần thưởng của bạn càng nhiều, tức là bạn mua những con kaiju mà có rare càng cao thì bạn được thưởng càng nhiều của bạn. Và đây là cái phần mà fusion đó bạn, nãy mình có nhắc tới cái fusion. Thì fusion là sự kết hợp của hai con có cùng cái rare bạn, cùng cái độ hiếm. Thì khi các bạn kết hợp lại á thì nó sẽ tăng cho các bạn một cái độ hiếm cao hơn. À không, nó sẽ tăng cho các bạn lên một sao, hai sao của bạn. Các bạn sẽ thấy ở phần này nó sẽ có số sao nè. Thì khi mà các bạn kết hợp hai con common lại với nhau, không sao lại với nhau, hai con common không sao, thì khi mà bạn fusion ra thì nó sẽ lên được một sao các bạn. Và khi mà các bạn kết hợp hai con rare lại với nhau các bạn thì fusion nó sẽ lên được một sao, hai sao. Thì cái hệ thống sao này của nó có cái hệ thống sao này. Và trứng cũng vậy các bạn. Trứng nè. Trứng được tạo từ sự hợp của hai trứng cơ bản. Trứng cũng có thể fusion nha bạn. Fusion để ra những con có rare cao, rare thấp. Thì khi bạn fusion hai con cái trứng này lại á, thì nó sẽ gia tăng được cái mức độ, nó sẽ gia tăng được cái tỷ lệ mà các bạn ra được những con có rare cao hơn. Tiếp theo thì cái đó fusion được gọi là tăng sức mạnh cho cái con pet của bạn đó bạn, cho cái con smelter của bạn. Và skill thì mình tăng sức mạnh làm sao? Thì skill thì các bạn sẽ tăng sức mạnh bằng cách bạn mua mua cái viên đá này và các bạn khảm khảm lên các skill này, thì skill này nó sẽ tăng theo số sao y chang, nó y chang quái với bạn smelter, thì nó sẽ có một sao, hai sao đến 5 sao, và theo cái từng cái mức độ hiếm khác nhau thì nó sẽ có những cái sức mạnh khác nhau. Đây nè bạn. Và mỗi lần các bạn khảm đá như vậy thì nó sẽ giúp các bạn tăng cái số sao của mình lên. Và một viên đá của khi bạn mua trên thị trường á, nó chỉ có giá khoảng 2 đô khoảng 3 kaiju các bạn, nó khá là rẻ luôn. Đây bạn thấy nè, khoảng 3 3 phẩy mấy kaiju thôi. Khi các bạn tăng lên như vậy thì cái power của bạn sẽ tăng lên. Và trong cái
Hệ thống của game này nó có cực kỳ là nhiều NFT các bạn. Nó có NFT S nè, NFT Back nè. Đây là cái hòm mình cũng chưa mở nên không có biết. Và NFT Land nữa bạn. Ngoài Kill Kaiju ra thì nó còn Land nữa. Land này là không bắt buộc mua nha các bạn. Land này chỉ là khi bạn mua về á thì các bạn có thể tạo ra những viên đá mà các bạn có thể bán trên thị trường, hoặc là các bạn khảm cho cái skill của mình để gia tăng sức mạnh. Thì land này nó khá là có ích và giúp các bạn có thể tạo ra được cái lợi nhuận ngoài cái việc mà các bạn tham gia vào các trận đấu PvE đánh quái này nọ. Một land cũng khá là mắc nha các bạn, không có rẻ đâu. Đây các bạn xem common land của common là rare thấp nhất nè. Nó cũng nằm ở khoảng 200 mấy 300. Kaiju rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tới phần marketplace. Thì marketplace nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn. Như vậy là xong. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái ngày mà con game này ra mắt luôn bạn. Con game này nó ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Đây, con game này nó chạy vào ngày 15 tháng 9 đó bạn. Và nó test PvE, chỉ test tính năng PvE thôi. Và PvE của nó chính thức ra vào ngày 20 tháng 9 đó bạn. Tức là cách đây khoảng 10 ngày thôi. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ mình giới thiệu con game này nó cũng không phải là quá muộn. Và thực sự thì con game này theo mình nghiên cứu từ hôm nay tới giờ á, mình thấy nó là một project rất là chất lượng, team khá là chất lượng, và họ có sự đầu tư vào game này rất là nhiều các bạn. Cho nên là mình nghĩ đây là một con game có thể đi đường khá là dài. Sẵn mình sẽ cập nhật luôn về cái cơ chế mới của con game này. Như mình có nói hồi nãy về cái đánh quái PvE các bạn, thì theo cái cơ chế cũ mà game chưa cập nhật thì nó cập nhật cái cơ chế này ngày hôm qua các bạn. Cơ chế cũ thì mỗi ngày các bạn chỉ đánh được một trận với 120 năng lượng, nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể đánh được 6 trận với 20 năng lượng. Và tất nhiên là cái reward của nó sẽ giảm lại để cho ngang bằng với một trận trước khi cập nhật. Thì đây là cái cập nhật mới nhất, một cái big update cực kỳ là quan trọng. Và đây là cái big update này là giúp mình tham gia ngay vào game luôn bạn, bởi vì mình rất thích những con game mà có phí gas bằng không các bạn. Hầu hết những con game mà mình chơi từ đó tới giờ á, thì nếu mà game có phí gas bằng không thường nó sẽ đi khá là lâu dài. Chỉ là cái phần thưởng, tất nhiên là phí gas bằng không thì cái phần thưởng mỗi ngày của nó sẽ giảm lại, nhưng game đó sẽ đi đường khá là dài. Thì đây là update vào ngày 28 tháng 9 và nó đã được áp dụng vào ngày 2 tháng 10 các bạn. Ngày 2 tháng 10, đó là cách đây mùa 2 tháng 10, 16 giờ ngày 2 tháng 10, tức là 23 giờ ngày hôm qua. Thì sau đây mình sẽ vào, mình sẽ đánh cho các bạn con PvE này. Đánh vào chế độ PvE của con game này. Đây các bạn có thể thấy khi mà vang vào game á thì nó đã hiện ra một cái giao diện rất là đẹp mắt các bạn. Invitation. Đây là con Kaiju mà mình đã mua được. Và cái skill mình mua được đều là rare. Thì mình sẽ vào mình đánh để ở đây có phần stacking nữa bạn. Tức là khi mà các bạn không tham gia đánh á thì các bạn có thể mua token Kaiju để các bạn stacking trong đây.
phần PvE các bạn nhập vào đây. Đầu tiên thì các bạn chọn vào cái con quái này, skill này. Thì mình đã đánh được các trận rồi, 5 trận rồi, và mình để lại cái trận còn lại để mình review cho các bạn. Các bạn chọn quái và các bạn chọn kill, sau đó các bạn vào cái nút này. Thì nó sẽ có các con quái với phần trăm khác nhau cho các bạn lựa chọn. Những con có tỷ lệ càng thấp á, tỷ lệ thắng càng thấp. Và các yếu tố nước nè bạn, nước lửa nè, nó cực kỳ giống với game Bernicoil hoặc là Crypto Black luôn. Thì những con quái nào mà có tỷ lệ phần trăm thắng càng thấp thì cái mức reward của nó càng nhiều. Như con này 20% thì các bạn có thể lấy được 2,9 đồng cao su lận. Và mức 80% của nó là 0,73 đó bạn. Bởi vì con rare, con quái của mình chỉ ở mức rare thôi. Cho nên là cái mức này cũng khá là tạm được. Bởi vì một ngày là 6, một ngày là 0,7, một lần đánh là 0,73, thì nhân cho 6 lần thì cũng được 4,2, gần 5 đồng kaiju mỗi ngày các bạn. Khá là ổn định. Và mình theo mình tính toán á, thì con game này nó giống với Bernicoil. Bernicoil thì một các bạn đầu tư thì sẽ 25 ngày các bạn sẽ hòa vốn, thì con game này cũng vậy. Khi bạn đầu tư 25 ngày theo mình tính toán thì sẽ hòa vốn nha bạn. Đây mình sẽ tiến hành đánh cho bạn. Mình sẽ đánh 60% nha. Đây là những mức năng lượng mà các bạn nó cho bạn chọn để đánh. Đây các bạn sai. Không hoàn toàn là không mất phí các bạn. Các bạn ký xong cái này là con game này nó sẽ đánh và sẽ không trả thêm bất kỳ cái phí nào. Đây mình đã thắng cái trận này các bạn và kiếm được khoảng 0,96 đồng kaiju. Ở đây cái phần combat này nó để 24, tức là các bạn được sở hữu tối đa là 4 con kaiju và 4 kill các bạn. Thì với mỗi con kaiju và mỗi kill thì các bạn sẽ đánh được 6 lần mỗi ngày, tương đương với 120 năng lượng. Mỗi lần đánh là 20 năng lượng, thì là 24 lần đánh. Đây là cái ý nghĩa của con số này. Thì cũng như những cái con game khác, khi mà các bạn muốn mua đồng kaiju bạn đầu tư vào á, thì các bạn sẽ click vào đây nè bạn. Thì nó sẽ dẫn các bạn qua cái Spend KWAP. Thì các bạn tiến hành mua đồng kaiju này. Sau đó các bạn vào game. Và các bạn tiến hành kết nối ví, bởi vì mình đã kết nối cái ví này rồi. Đây mình sẽ kết nối ví MetaMask này. Và các bạn có thể vào đây để các bạn mua trứng nè các bạn, hoặc là các bạn lên chợ để các bạn mua bán. Thì trên chợ nó cũng yêu cầu các bạn kết nối ví luôn. Đây mình sẽ kết nối lại. Đây, kết nối ví luôn. Và các bạn tiến hành mua bán ở trên đây. Thì khi mà các bạn vào cái marketplace nữa, thì để các bạn có các phần sắp xếp mà giá tăng giảm á, thì các bạn vào cái mục market này nè các bạn, thì nó mới ra được cái phần sắp xếp này, để cho các bạn có thể dễ tìm những con rẻ hơn.
Thì để làm được cái mức phần thưởng á, các bạn vào đây, các bạn sẽ có phần thưởng ở mức lam để bạn. Thì hiện tại con game này nó đang đóng đóng cái lam này lại, và đến ngày 7 tháng 10, lúc 4 giờ ngày 7 tháng 10, 23 giờ ngày 7 tháng 10 thì nó hệ thống nó sẽ mở cái lam này cho bạn. Và mình đang chờ cái công bố sớm nhất của cái project này để xem là bao nhiêu ngày là có thể làm được và cái cơ chế làm của nó là như thế nào. Theo một bản cập nhật mới nhất. Như vậy là mình đã review cho các bạn xong về con game Kazooer này. Mình xin lưu ý với các bạn cũng giống như những cái video trước, thì đầu tư vào game NFT, trước hết các bạn phải thu hồi vốn càng nhanh càng tốt và chơi trên lãi của mình. Tuyệt đối là không nên đầu tư một cách gọi là cứ cứ lấy cứ đầu tư, tức là có lãi xong rồi đầu tư tiếp, có lãi xong rồi đầu tư tiếp. Các bạn không nên chơi như vậy, mà các bạn khi mà bạn đầu tư một lần rồi thì các bạn phải thu lại lãi sao cho hòa vốn, xong các bạn chơi trên lãi của mình. Tức là khi hòa vốn rồi mà các bạn chơi tiếp thì các bạn mới lấy cái lãi đó, các bạn đầu tư tiếp vào game để các bạn có thể thu được cái lãi hàng ngày cao hơn. Thì như vậy là mình đã review hướng dẫn xong cho các bạn về con game Kazooer này, một con game mà mình thấy là một dự án rất là thú vị và có khả năng đi khá là lâu dài. Và mình sẽ cập nhật tình hình về con game này khi nó có những cập nhật mới cho các bạn trên kênh của mình. Các bạn nhớ theo dõi và đón xem. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình.